cần lục bình quá nó không có vô. Có lục bình nó ra lục bình á. Ở đây lục bình nhiều quá nha. Nó ra lục bình á. Nó ở cho nên nó không có vô. Nó không có vô trong. Không có vô ủ. Nhiều mình nhét ngách lên nha cả nhà. Có đó. Từ thôi. Có cái lỗ nào chặn lại hết đi. Xuống đây tao phụ cha mày. Ừ nhét ngách lên đi con. Chanh chụp đi. Đây, đợi cho. Này này ta lễ ta đi ăn mình rồi. Mình ở nhà mình đau chua cả nhà. Ừ dí vòng vòng á. Bẻ cây chứ thật, bẻ mấy cây đi. Mày à bưởi. Từ từ. Đồng đồng nó chạy này á, trùng mẹ nó khôn quá. Đừng mất ngách nữa. Cái gì kìa? Đi qua đây nè. Cao tới người hốc dịch ra. Có hàng nó lắp đây nè. Cái hang nó vậy mà. Có hang này cho nha. Đó. Dấu lăn lẫy thơm. Dấu đi lăn lẫy luôn. Bệnh, có trăm trăm rồi á. Bệnh đất lại. Nó đi qua đó đó. Có chừng hả? Có trăm trăm rồi đấy, thôi thôi thôi. Tại nó rút qua bản á. Ngắt mà. Chục con á. Chạy ra ra không kịp. Ê em, mày đào từ từ. Thì đào em này. Đi qua kia nữa coi. Hai ngách ba ngách lưỡng. Đào hang này chứ. Mày đứng lại. Đấy, hai đường hết chừng. Ủa, hang gì lên đó? Có hang gọi lên đó không? Không để hang về không có. Không? Thôi. Hồi nãy mà mình ném trước mà đi ngoài trước ngon ha. Đi vòng ngoài trước là nó đâu có ra ngoài ngoài được, bởi nó ngoài ở ngoài nó nước ngập á. Tại giờ này mùa nước á cả nhà. Em. Ủa đó, nó có rơm đó. Thôi từ từ được cái ấy nữa. Xới nhẹ nhẹ ra nè. Thôi. Mồi đúng không? Từ từ. Coi chụp. Đi đâu mất rồi. Hèn ở dưới nữa đó. Kì vậy. Cái hang cái đống mà không có đít á. Rồi nó không hết rồi, qua đây nè. Đi qua đây nè. Đi tới đây luôn cái hang nặng nữa rồi. Nhét nè. Có con nào tại. Ừ. Kì đã. Bên đây có mấy cái hang nè. Vậy hàng gì mà không có ha. Dấu láng mà không có ta. Hàng này còn láng đó mà này láng chừng luôn. Dấu láng lẫy luôn. Có rơm vô á. Kì vậy? Gì? Sâu dưới vậy? Tét nước vô đi. Đi nào dính hổ gành luôn. Nè, mình đi dưới chút dưới à. Vậy đào hang bên của nhỏ hả? Có hả? Giấu gì mà không có. Không rồi. Nè, xuống cái cục này nè. Trên nó lặn. Nước lũa. Ừ ghê luôn. Chính không? Từ từ. Đây đập đập cái nó lặn cái lặn cái. Đó đó còn nó. Rớt chạy. Chỗ có lên ta đập nó nè, ta chụp nó nè. Chụp nó lên. Ơi nó vô góc góc của bác đó. Ừ qua góc giữa bác đó. Đó đó đó, ở giữa đó, ở giữa đó. Ở giữa cây á. Còn luôn. Nè cọc cọc. Đó. Chưa chạy đến.
Nó nó ở bản á. Từ từ nhỏ. Đó, xuống rồi, xuống rồi. Qua bản rồi. Qua mấy thằng ấy á. Đó, nè. Ừ. Đó, 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 đó. Đúng rồi, bán nữa rồi. Nó kìa, nó kìa. Chưa chưa nó lại chưa chưa nó lại chưa chưa nó lại chưa chưa nó lại chưa chưa nó lại. Nó qua đây rồi, qua lại rồi. Chụp con nó đi. Nó hai con luôn. Ừ, qua đây nè, con. Nãy chọt chảy hai con nữa, con nó đi nó lặn nè. Nó còn đây nè. Ừ. Chỗ anh giờ lạch á, mày bé đây nè. Đó, nó kìa. Chọt đây nó lặn. Đi ra đi. Kìa trơ ra, trơ ra, trơ ra, trơ ra. Đó đó. Mẹ, đó đó đó, trơ ra. Đi học con. Ơi. Con này mới nữa. Vô đây rồi, vô đây. Vô đây rồi. Bắt qua đây, bắt qua đây. Bắt chưa? Ừ, qua, ở trong mối. Kìa, 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 kìa. Bỏ bỏ rồi kìa. Đó, 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 đó. Chưa, ba con luôn á. Con nhỏ. Như thế nào hả? Đi rồi. Nè, chết rùa đại đi, nó không có căng. Mày làm nó sợ nó không có căng. Ba con luôn á. Lặn nó lặn nó lặn. Mấy con đâu mất đó vậy? À, ngồi lặn qua đây tìm. Ôi, ba con nãy giờ thấy cái con nào hết trời. Lặn rồi. À, lặn qua bển đó. Lặn mất đó. Thấy gì ta? Có hàng nãy chưa vô hết con rồi. Nè. Đó, 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 qua bển nữa. Từ từ, 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 từ. Con từ từ lặn đây nè. Ơi sảy đó rồi. Bộ chùm mát á. Đó con luôn. Mới lặn đây nè, núp dưới đây nè. Xì tim lên đó. À để cho nó lên đi. Nó đuối rồi. À con bị tà vỡ đỏ không? Thôi lặn đây mất tiêu ta. Rồi, tiếp rồi. Nãy qua đây còn thì. Mới tới đây à, tôi chụp đây. Người ta bắt con nó có cái nào kìa. Quá kiếm. Thiệt tình. Kiến quá. Mèo kiến luôn. Đây kìa, coi con cho ba luôn kìa. Coi con cho ba nữa luôn. Chạy đó là khó bắt rồi. Quá chuột quá mà xảy ra coi nhờ. Qua đây, qua đây, qua đây rồi. Được không? Còn táo không? Còn... Đây lát bắt.
có chìm chứ không. Quá chuột. Mắc luôn rồi cả nhà ơi. Nó lặn hay quá. Chuột con nào nó chà bá bá. Chuột bự quá, chuột nhỏ quá. Rồi. Rồi đi vòng bên kia nó đi coi có không, về mẹ rồi. Thiệt tình. Đi im lại đây tám ơi. Đi lại đây kìa. Có không? Được chỗ đi cả nhà. Đây nè, phan 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 đi con. Phan phan phan. Tay cầm đi. Đó khó bắt lắm. Khó bắt lắm, đó khó bắt lắm. Nè phan phan bao con. Nè nè. Phan phan đấy. Đang cầm máy rồi. Chụp thôi cả nhà. Giờ rồi. Bật xuống á. Ừ. Chưa. Định cái đậy lại. Để. Giục đại vô. Giục đại gốc đâu rồi, nó có à, từ ổng vô à. Đây, đây đây. Cây gì ở đâu, cây gì, cây gì, cây gì, cây gì, cây gì, cây gì. Bây giờ chuột hang không có thì mình bắt cho chuột rọ cả nha. Chuột hang không có mình bắt chuột rọ. Rồi bông, bông lục bình nha cả nhà. Đây, hoa lục bình. Đây này xưa mà mình bóp giấm nấu canh chua ngon quá nha. Cái này hái canh chua nấu canh chua ngon. Bông lục bình. Thân em như bụi lục bình nồi. Gài vậy đó nha. Kim ốc dịch vô. Cái ốc không ngồi. Cái ốc cũng được hay thôi. Ai xuống rồi, giục lên, thích giáp. Hả? Hả? Đây có cái bụi không? Ừ. Nè, ốc nhỏ nè. Hồi cái đống giờ kiếm ra. Trời quá, hai xuống nữa con. Hả? Nè, ốc nè. Rồi, được rồi. Ừ. Ê, thôi động động dưới đi. Có gì nó chạy vậy đó. Cản rơm lại á. À, chưa gì hết nè, ngay cùng ấy phóng ra nè, ướt nhem. Xảy hình con nè. Đó đó, ủa, đang mối. Cục chú tám kìa, có cái lỗ đó. Thiệt tình. Giấu rồi. Ừ. Đi tắn ra ở dưới. Đi chạy ra, có con bự chạy mẹ nè, má cái hàng. Có rồi. Banh rơm xuống đi. Nó hết hả? Banh đi để lên banh cái cùng bị banh đãi anh. Ê, chẳng đi chưa. Nó đạp đạp vũ xuống á. Ngon quá mà không có hả? Có con. Cái gì lục bình ghê quá. Ừ. Bình nhiều quá. Ngọt đi. Có không? Con ngọt. Con ngọt. Con ngọt rồi mà xảy tôi trời. Nãy giờ nó xảy. Xảy tôi à? Đi rồi đây nha. Đây đi.
Chứ đây gần lục bình quá nó không có vô. Có lục bình nó ra lục bình á. Tại đây lục bình nhiều quá nha. Nó ra lục bình á. Nó ở cho nên nó không có vô. Nó không có vô trong. Không có vô ủ. Ở đây mình đi thôi cá ngon lắm tươi. Cái gì vậy? Chim hay gì? Bắt thì bắt nhỏ mà sảy bự à.